Xin kính chào quý cô chú anh chị, các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 8 năm 2019 thì bên cơ sở lan rừng nhà em hôm nay có cập bến những cái loại mặt hàng kg đẹp đáng sưu tầm. Đó, có những cái loại hàng mà khá là lâu rồi bên cơ sở lan rừng em không có mà được rất là nhiều cô chú anh chị, những người yêu lan rất là săn tìm. Thêm những cái giò lan thuần, hàng cây đang nụ, đang chuẩn bị hoa với giá rẻ nhá. Những cái loại mặt hàng lan sẽ cho vào hoa vào dịp Tết ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Và tuy nhiên thì đặc biệt là buổi chiều tối, vào những cái lúc mà 5-6 giờ tối thì em thường làm lip, nên là có đôi lúc bọn em sẽ không nghe được điện thoại. Nên là cô chú anh chị vui lòng với những cái thời gian như vậy, gọi lại vào thời gian khác giúp em nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có luôn ạ. Trước tiên đó là mặt hàng kg. Thì mặt hàng kg hôm nay bên nhà em đang có trước mặt cô chú anh chị đây, đó chính là bạch ngọc đuôi công. Một cái dòng lan mà được rất nhiều cô chú anh chị chơi lan ưa thích săn tìm. Bởi cái dòng lan này hiện tại khá là hiếm, và đặc biệt là nó nở hoa đúng vào dịp Tết luôn cô chú anh chị ạ. Lượng hàng hôm nay về cũng rất là ít, không có nhiều đâu. Em bán với giá là 360.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Hàng này sẽ nở đúng vào dịp Tết luôn. Bông hoa rất là to, bền và rất là lâu tàn. Đặc biệt có màu sắc hoa đẹp. Bông hoa rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Đó, 360.000 cho 1kg, số lượng hàng không có nhiều. Mặt hàng tiếp theo đó chính là dáng hương đuôi cáo. Cô chú anh chị cùng quan sát và cùng xem cho em để cùng thẩm định. Cái lô hàng về quá là đẹp như vậy này. Đa số toàn là hàng cây lá ngắn, và những cây đã trưởng thành ở những năm trước đã cho hoa cho nụ như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, rất là đẹp luôn, phải nói như vậy. Và hàng thì em đã chọn cắt tỉa rất là kỹ về phần rễ rồi. Cô chú anh chị mua sẽ rất là lợi cân, và hàng thì cực kỳ là tươi luôn. Em bán với giá là 180.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Đó, hàng rất là đẹp luôn, phải nói như vậy. 180.000 cho 1kg dáng hương đuôi cáo. Đây, em không ngại quay cho cô chú anh chị từ trên lô xuống đến bên dưới lô, hàng đẹp như vậy nhé. Và bên này đó là dòng lan bạch nhạn. Bạch nhạn, cái lượng hàng hiện tại cũng không có nhiều. Đó, bạch nhạn thì những cây như vậy thôi, nhưng mà khi mà ra hoa, vòi hoa vươn rất là dài. Vòi hoa vươn rất là dài luôn cô chú anh chị ạ. Màu trắng tinh và cái mùi hương thơm dịu rất là thích. Dòng lan rất là dễ thuần. Em bán với giá 150.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. 150.000 cho 1kg dòng lan bạch nhạn này đấy ạ. Còn đây là dòng lan hài hương. Rất lâu rồi em mới có dòng lan hài hương về. Dòng lan hài hương là một cái dòng lan hài mà được những rất nhiều cô chú anh chị chơi lan mà yêu thích cái dòng lan hài ạ. Rất là thích cái dòng lan hài hương này. Bởi vì đây là cái dòng lan hài mà và có hương thơm rất là thơm. Bông hoa to, bền và rất là lâu tàn luôn ạ. Dòng lan hài hương này em bán với giá là 400.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Cây to, cây nhỏ lẫn lộn nhau, 400.000 cho 1kg. Và bên này là dòng lan hài Trần Liên. Hài Trần Liên cũng là một trong những cái dòng lan hài được liệt vào top những cái cây lan hài đẹp của Việt Nam cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 300.000 cho 1kg, và 1kg có thể rơi đến 100 cây cái hàng này. Đấy. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo đùi gà của vùng Cao Bằng. Hàng cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, hàng phải nói lôi hàng hôm nay về em quá là ưng ý luôn. Hàng xanh mướt đẹp như thế này. Hoàng thảo đùi gà của vùng Cao Bằng thì nhìn cây khá là giống thân cây đùi gà dẹt cô chú anh chị xem này. Tuy nhiên khi mà ra hoa nhá, mặt hoa của nó sẽ là những cái bông hoa kiểu đùi gà tròn, có mắt nhung, bông hoa to, màu sắc rất là đẹp luôn. Ở những cái buổi mà em bán live có mặt hoa đang cây đang nở ấy ạ, được rất là nhiều cô chú anh chị ưa thích, bởi vì cái mặt hoa của nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Đây là đùi gà của vùng Cao Bằng ạ. Đùi gà của vùng Cao Bằng ạ. Em bán với giá là 220.000 cho 1kg. Thực sự là lượng hàng đùi gà của vùng Cao Bằng nó không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Rất là ít thôi, lâu lắm rồi em mới có được một cái lô hàng về như thế này. Đấy, hàng thì em đã cắt tỉa phần gốc rễ khá là kỹ rồi. Đấy, những rề thì nó cũng không có rề to lắm cô chú anh chị nhé. Em bán 220.000 cho 1kg đùi gà của vùng Cao Bằng. Lượng hàng không có nhiều mà rất là đẹp. Còn bên này đó là kiều vàng. Và kiều vàng này cũng là hàng của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Rất là xanh tươi và đẹp như thế này. Đó.
Kiều vàng của vùng Cao Bằng thì cũng không có dề to lắm đâu cô chú anh chị nhá. Những cái khóm nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ vừa tầm ghép như thế này. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg thôi ạ. Và bên này là kiều vuông cánh trắng. Thực sự quá là đẹp luôn ạ. Kiều vuông cánh trắng có thể kích hoa để nở đúng vào dịp Tết luôn cô chú anh chị nhá. Em bán với giá 220.000 cho 1 kg ạ. Và ở đây em có hai cái rể hoàng lạp rất là đẹp luôn. Đây là rể thứ nhất này, cô chú anh chị nhìn ạ, quá là xinh luôn, quá là yêu luôn. Và đây là rể thứ hai này. Đó. Em có hai rể hoàng lạp như thế này. Cả hai rể này em bán với giá là 90.000 cô chú anh chị nhá. Hai rể hoàng lạp này 90.000 ạ. Và ở đây em có một phần phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì nói chung là cái thời điểm bây giờ là thời điểm vàng, thời điểm đẹp nhất để cô chú anh chị có thể ghép phi điệp vàng. Bây giờ cô chú anh chị lấy về thì có thể sẽ được ngắm hoa luôn và chăm mầm gốc ở những cái giai đoạn mà nó đang bắt đầu sưng, đang bắt đầu lên mầm gốc như thế này. Cả toàn bộ cái lô phi điệp vàng này em bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. Toàn bộ lô phi điệp vàng này em bán với giá là 150.000 ạ, có một lô duy nhất thôi. Và đây là dòng lan Vanda cô chú anh chị nhé. Những cái cây Vanda lá xếp cực kỳ là xinh luôn ạ. Những cây Vanda hoa màu tím. Đấy, khi ra hoa thì hoa màu tím, hoa bền và rất là thơm lâu tàn luôn cô chú anh chị ạ. Mỗi chậu Vanda như vậy cô chú anh chị vừa về vừa được ngắm thân cây rất là yêu mà lại có một cái màu hoa, một cái cây hoa rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ngắm. Cái cây Vanda này em bán với giá là 180.000 cho một chậu như vậy cô chú anh chị nhé. Hàng lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Đó, 180.000 cho một chậu Vanda như vậy. Còn bên này là những cái cây đai châu hàng chậu nhựa, thực sự là quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đây là hàng đai châu Thái cô chú anh chị nhá, toàn là những cái cây lá xếp, xếp rụt rất là đẹp luôn như thế này. Đó, bản lá rất là to luôn ạ. Mỗi một chậu đai châu Thái như vậy, hàng đai châu Thái này thì em bán với giá 250.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 250.000 cho một chậu, hàng lá xếp và là đang bán rễ rất là khỏe, những cây này chắc chắn là đến Tết sẽ cho hoa cho cô chú anh chị luôn. Dạ. Yeah. Hàng cây rất là đẹp luôn như này. Toàn những cây lá xếp và không bỏ lá chân, hàng không có lỗi lá như thế này rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Hàng này thì Tết, hàng cô chú anh chị về chơi hoa hay là chơi lá không cũng rất là đẹp rồi, bản lá dày và hàng lá xếp rất là đẹp này. Đó, đây là những cây nó size nó nhỏ hơn cô chú anh chị nhá. Ví dụ như những cây này cây xếp rụt này. Đấy, cái lá của nó khá là ngắn, còn cây này lá nó dài hơn một tí xíu này. Nói chung là cây nào cây đấy rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hàng đai châu Thái thì cô chú anh chị lấy phải cái màu nào thì cũng đều rất là đẹp cả. Màu nào thì nó cũng đều rất là đẹp. Còn hàng bên này thì nó đa số là cái màu hồng cánh sen và màu đỏ sắc pháo cô chú anh chị nhá. Và cây nó to hơn cái hàng lô bên kia một tí xíu ạ. À, cô chú anh chị xem ạ, quá là đẹp luôn như thế này. Lấy mỗi một cây ở phần bên này nó hàng to hơn một chút xíu như này. Em bán với giá là 280.000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. 280.000 cho một chậu. Em có thể gang mỗi một lá của nó là trên dài trên 20 cm rồi cô chú anh chị nhá. Đấy, không bỏ lá chân, hàng quá là đẹp luôn như thế này. Đó. Nói chung là rất là xứng đáng với cái đồng tiền cô chú anh chị bỏ ra. Cái giá 280.000 cô chú anh chị được một cái cây đai châu quá là đẹp như thế này. Đấy, cô chú anh chị có thể so sánh cái bàn tay của em với cái kiểu cây để thấy cái độ lớn của nó. Đấy ạ, những cái rễ non đang bắn ra rất là khỏe, rất là đẹp như thế này. 280.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Đó. Những chậu như thế này đến Tết của chú anh chị sẽ có những cái chậu hoa để chơi hoa Tết tuyệt vời luôn ạ. Quá là đẹp luôn. Hàng này của chú anh chị về chỉ việc vào thêm một cái chậu đẹp nữa, một cái chậu gỗ đẹp nữa là quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy, 280.000 cho một chậu. Hàng bên này 280.000, còn hàng bên này cây nó nhỏ hơn một chút xíu của chú anh chị nhá. Thì hàng bên này thì em bán với giá 250.000 và cô chú anh chị cùng so sánh cái kiểu cây. Nói chung là nó cũng hơn kém nhau, hơn nhỉnh hơn nhau một chút xíu thôi nhá. Đây ạ. Hàng bên này 280, hàng bên này là 280 này. Đây, hàng 280 này. Và hàng bên này là 250 này. Đó, cô chú anh chị có thể xem ạ. Quá là đẹp luôn như thế này, cây nào cây đấy. Đẹp miên man luôn, phải nói như vậy. Đây cô chú anh chị cùng xem những cái màu sắc hoa của dòng đai châu Thái nhé. Hoa rất là thơm, bền và rất là lâu tàn luôn cô chú anh chị ạ. Và cái màu sắc hoa nào thì cô chú anh chị lấy thì cũng đều rất là đẹp hết ạ. Đó. Đây cô chú anh chị nhá. Những cây hồng cánh sen này, màu đỏ sắc pháo này, màu trắng này, nói chung là màu đốm tím này, màu nào cũng đều rất là đẹp hết cô chú anh chị ạ. Đó. Cô chú anh chị cùng xem lại cái lô đai châu hàng hôm nay. Còn bên này thì em có mấy cây cửu bảo tiên, cái dòng lan cũng hoa cũng rất là thơm luôn ạ.
Cây cửu bảo tiên này thì em còn có duy nhất một cây này đang có nụ này. Đó, một cây này duy nhất này đang có nụ. Có một nụ thôi. Đấy, cây mẹ con em bán 220.000. Cây bên này thì mỗi một cây đều có hai cái vòi hoa hết, nhưng mà cái vòi hoa của nó hiện tại là hỏng rồi này. Cây này cũng còn có vòi hoa này, có hai vòi hoa nhưng mà một vòi hoa hỏng rồi, còn một vòi hoa này. Đấy, cũng 220.000 này. Cây bên này có hai cái vòi hoa, hai bên cân đối rất là đẹp luôn, nhưng mà vòi hoa nụ cũng nụ hỏng rồi này. Còn cây này cũng thế, cây rất là to, rất là đẹp luôn ạ. Nhưng mà cây này thì cũng có vòi nụ của nó cũng hỏng rồi nhá. Cây một mẹ hai con luôn kìa. Đấy, 220.000 cho một cây. Nói chung là cô chú anh chị lấy cây nào cũng đều rất là đẹp cả, còn có duy nhất là 4 cây thôi cô chú anh chị nhá. Chung là có nụ hay không có nụ thì nó cũng không quan trọng lắm đâu, tại vì là khi mà đóng gói vận chuyển đi thì cái nụ nó cũng gần như là nó cũng không được đẹp trọn vẹn. À, còn sang bên này thì em có cái lô trầm thiên long cô chú anh chị nhá. Trầm thiên long ạ. Trầm thiên long thì cô chú anh chị mà nhìn thấy cái mặt hoa của nó, em nghĩ là không ai là không thể nào không mê mẩn cái mặt hoa của dòng trầm thiên long này. Hàng này là hàng có tem nên là bảo hành cái mặt hoa cho cô chú anh chị nhá. Đây là mặt hoa của trầm thiên long đây cô chú anh chị nhá. Mặt hoa đậm, khuôn bông hoa cánh bầu rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa to, cánh bầu, hoa rất là size, rất là đẹp như vậy nhá. Hương thơm và rất là lâu tàn luôn cô chú anh chị ạ. Nói đến trầm thì hương rất là thơm, bền và rất là lâu tàn luôn. Và một cái chậu trầm thiên long hàng như thế này, cô chú anh chị sẽ được chơi hoa xuân luôn. Một bầu như vậy thì nó có một cây hoặc là có hai cây. Nếu như có hai đây, ví dụ như bầu này thì nó có hai cây nhưng mà nó lại là có cây ngắn, cây dài, chứ một cây này thì nó nhỏ cô chú anh chị nhá, chứ không có được đẹp hết đâu ạ. Đấy. Nói chung là đa số là bầu nó có một cây thôi. Cây thứ hai thì nó rất là nhỏ. Như vậy nhá. Một bầu như vậy em bán với giá 220.000 và chắc chắn là đến xuân cô chú anh chị sẽ được ngắm một cái giò trầm thiên long nở vô cùng là rực rỡ, rất là đẹp luôn. Mỗi một bầu như vậy thì nó dài từ trên 30 đến khoảng gần 40 cm cô chú anh chị nhá. Đây là em gang này. Đấy, em gang tay cô chú anh chị có thể so sánh này. Một gang, hai gang như cây này thì khoảng 40 cm luôn rồi ạ. Một cốc như vậy em bán với giá là 280.000 cho một bầu. Đấy, nói chung là nó rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mà chưa có cái mặt hoa này để mà chiêm ngưỡng, để mà ngắm thì thực sự là một cái điều rất là đáng tiếc luôn. Chậu này thì có nhiều hơn hai mầm nhưng mà mầm nó cũng nhỏ nhá. Một chậu 280.000. Và bên này thì em có cái dòng trầm mà cũng được rất nhiều cô chú anh chị ưa thích. Đó là dòng lan trầm trầm blue cô chú anh chị nhá. Và đây là mặt hoa của dòng trầm blue đây cô chú anh chị nhá. Mặt hoa rất là đẹp luôn. Đó. Và cái dòng này thì cái giá thành của nó trên thị trường khá là cao đấy cô chú anh chị ạ. À, mỗi một bảng trầm blue như vậy em bán với giá là 200.000 thôi. Em dám cam đoan rằng cô chú anh chị không tìm được đâu mà giá nó có thể đến chỉ đến 200.000 như vậy. Hàng này thì em đã treo ở vườn rất là lâu rồi và hiện tại thì em mang ra em bán. Nên là những cái hàng như thế này cô chú anh chị về, cô chú anh chị cứ yên tâm treo, gắn thêm một chút xíu phân nữa là nó sẽ rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Có những bảng thì nó có hai thân, có những bảng nó có một thân nhưng mà rất là đẹp luôn như thế này. Đó, cô chú anh chị có thể thấy cái thân xanh ngắt rất là đẹp này. Cái bảng này thì cũng có nhiều hơn hai thân nhưng mà thân nó cũng ngắn hơn này. Đó. Và cô chú anh chị chỉ cần lấy hai bảng thôi thì có một cái giò trầm quá là đẹp luôn để ngắm rồi. Đấy. Mỗi bảng là 200.000 cô chú anh chị nhá, một bảng trầm blue như vậy là 200.000. À, rồi còn ở bên này thì em có một số cái hình dáng hương đuôi cáo này. À, và cái một số cái giò lan phi điệp vàng thuần hàng đang nụ rất là đẹp luôn ạ. Em giới thiệu từ hình số 1 trở đi nhá. Hình số 1 dáng hương đuôi cáo nguyên bản số 1 ạ. Một ngọn cáo mẹ con lá xếp như thế này. Đó, ngọn cáo mẹ con nhá. Đây ạ, một mẹ và một cây con đây ạ. Đó, một cây mẹ, một cây con đang lên rất là khỏe nhá. Một cây mẹ khá là nhiều cặp lá. Vừa rồi vươn cái vòi hoa, cái ngồng hoa cũ khá là to. Đấy, cái ngọn dáng hương đuôi cáo mẹ con này em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. 180.000. Cây này thì nó phơi ở ngoài nắng nhiều nên là về chắc chắn cô chú anh chị trồng thì không phải lo. Cái lá vàng vàng này không phải là vàng chết mà nó là do nó ở chỗ nắng cô chú anh chị nhá. Đó, không phải là bệnh tật gì đâu. Là về chỗ cô chú anh chị mà ấm nóng hơn thì rất là an toàn luôn, rất là an tâm luôn. Hình số 2. Hình số 2 là một bụi cáo rất là nhiều cây như thế này. Đấy. 1 2 3 4 5 ngọn. Một ngọn mẹ và 4 ngọn con. Cái bụi này em bán với giá là 180.000 nhá. Tiếp theo sang hình số 3. Hình số 3 em có một cái cây cáo mẹ con lá xếp rất là xinh này. Thêm 3 ngọn cáo bên này nữa ạ. Thêm 3 ngọn cáo lá xếp bên này nữa. Hình này em bán với giá 160.000. Tiếp theo hình số 4. Hình số 4 là một cái phần dáng hương đuôi cáo
như thế này. Em bán với giá 140.000, có 1 2 3 4 5 6 7 8 ngọn luôn cô chú anh chị nhá. 140.000 cho hình này. Sang bên này là một số hình phi điệp vàng mà hàng hiện tại nó đang nụ này. Đó, em đã trồng thuần ở trên cái giá thể gỗ rồi. Và hàng này thì chắc là em sẽ chỉ gửi được ở miền Bắc thôi cô chú anh chị nhé. Chứ còn gửi vào miền Nam thì cái cước nó sẽ khá là cao. Đây cô chú anh chị cùng xem. Hàng này thì em trồng thuần rồi và chỗ em thì phải nói là nó cực kỳ là hợp với phi điệp vàng thôi. Rất là hợp với phi điệp vàng. Đây cái rễ của nó lên rất là khỏe mà em không hề có gắn phân hay là chăm bón một cái gì luôn. Đấy, chỉ treo tự nhiên và phân từ cái không khí bên ngoài trời thôi. Đó, mà nó lên nó ra hoa ra nụ rất là sai như thế này. Đấy, có ba cái ba thân với ba cái cây đang chuẩn bị nụ này. Cái giò phi điệp vàng này em bán với giá là 240.000 cô chú anh chị nhá. Cái chỗ trên này là những cái kỳ của nó còn đang cũng vẫn còn cho hoa luôn, thì còn cô chú anh chị xem này. Đó, đây là cái phần kỳ ở bên trên đấy. Kỳ năm đầu ấy, thế mà nó cũng rất là nhiều nụ, nhiều mắt nụ sai như thế này. Đó. Cái hình này em xin nhắc lại giá là 240.000. Sang hình tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này thì cũng có 3 tay hoa. 3 tay hoa này thì sẽ dài hơn 3 tay hoa bên kia. Cũng có một số ki như vậy. Hàng về cô chú anh chị, những cái ki này cô chú anh chị có thể ghép lên giò để mượn được một cái giò dày thân hoa hơn nhé. Giò này em bán với giá 260.000. Hình tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 này có 2 tay hoa và cũng có ki ở bên trên này. Đấy, cái có một cái cây thì đang nụ ra rất là nhiều rồi đấy ạ. Rất là sai như thế này. Đó, nụ toe toét như thế này. Còn bên này thì nó đang bắt đầu nhú nụ thôi đấy ạ. Nhú nụ cũng rất là sai luôn đây này. Thì ánh mắt nụ nhú rất là sai luôn. Đó, cũng có một số kỳ ở bên trên thân nữa. Cái hình này em bán với giá là 200.000. Đây có một cái mầm ở gốc này nữa nhá. Nó có tất cả tính ra thành cả 3 cái mầm gốc và mấy cái kỳ ở trên nữa. Em bán với giá 200.000 cho giò này. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan Rừng nhà em đang có. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Cô chú anh chị cùng xem lại những cái mặt hàng kg bên em nhé. Bạch ngọc đuôi công này. Giá hương đuôi cáo quá đẹp. Cô chú anh chị bỏ qua luôn này, quá là đáng tiếc luôn này. Đó, hài hương. Hài hương, hài trấn liên. Bạch nhạn. Bạch nhạn. Kiều vuông cánh trắng. Kiều vàng của vùng Cao Bằng rất là xinh, rất là xanh đẹp. Đùi gà của vùng Cao Bằng, đây cô chú anh chị nhá, quá là đẹp luôn. Đó. Thêm cái lô đai châu rất là đẹp như vậy nhá. Đó, quá đẹp luôn ạ. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.